Theo ghi nhận của ngành y tế, gần đây số ca mắc sốt xuất huyết tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, người dân không vì thế mà chủ quan bởi nguy cơ dịch phức tạp vẫn tiềm ẩn, nhất là với thời tiết mưa ẩm như hiện nay. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, hiện nay mỗi tuần trên địa bàn thành phố có khoảng 150 đến 200 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và tổng số ca bệnh đến nay khoảng 3.200 ca, giảm 1/3 lần so với thời điểm này năm ngoái. Để tránh bệnh diễn tiến nặng dẫn đến việc sốt xuất huyết, các bác sĩ lưu ý người dân không tự ý điều trị bệnh tại nhà. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nguy hiểm, thì thường là ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Thì thường ở cái giai đoạn này là bệnh nhân đã hết sốt. Đa số người bệnh và người nhà bệnh nhân là chủ quan, không đi khám bệnh. Những cái biến chứng nặng thường là xảy ra ở trong cái giai đoạn này. Có những cái biến chứng quan trọng như là tổn thương đa cơ quan, sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu, rất là dễ dẫn đến tử vong. Để tránh dịch lây lan diện rộng, đến nay 224 ổ dịch nhỏ phát hiện đã được khoanh vùng, xử lý kịp thời. Với thời tiết mưa ẩm như hiện nay, nguy cơ dịch gia tăng là rất lớn. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường, nhất là việc dành thời gian để diệt lăng quăng, bọ gậy, không để muỗi sinh sôi gây bệnh. Thì bà con là rất ý thức để dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa đường thông hề thoáng cho nó đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực. Ngoài việc đảm bảo vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, ngành y tế cũng đề nghị người dân tích cực phối hợp khi địa phương phun hóa chất diệt muỗi, bởi đây là biện pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch sốt xuất huyết do muỗi gây ra.